Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế chiều ngày hôm nay của chúng tôi, và sau đây là bản tin chi tiết. Trong khi tình hình căng thẳng tại biên giới Ấn Độ-Trung Quốc chưa hạ nhiệt, thì một sự kiện nóng khác tiếp tục leo thang có liên quan đến Bắc Kinh. Mới đây, Hải quân nhóm Bộ Tứ tập trận trên vịnh Bengal và mục đích duy nhất được đưa ra là cạnh tranh trực tiếp với sức mạnh ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc. Về phía Mỹ, trước đó, một tàu ngầm hạt nhân tấn công của Hải quân Mỹ đã va chạm với một vật thể không xác định ở Biển Đông, nhưng vụ tai nạn này đã làm nổi bật lỗ hổng về nguồn lực sửa chữa tàu ngầm của Mỹ. Cụ thể đó là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Tiếp tục là sự đối đầu gay gắt giữa Đài Loan và Trung Quốc và sẽ chỉ ngày càng nóng hơn mà thôi. Mới đây, phía hòn đảo tự trị cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả cực mạnh nếu lực lượng Trung Quốc tiếp tục áp sát Đài Loan. Hải quân nhóm Bộ Tứ tập trận trên vịnh Bengal. Hải quân các nước thuộc nhóm Bộ Tứ là Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ vừa triển khai một đợt tập trận chung quy mô lớn trên vịnh Bengal. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby hôm nay đã xác nhận thông tin. Hải quân các nước thuộc nhóm Bộ Tứ triển khai đợt tập trận mang tên Malabar từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 trên vịnh Bengal, phía Bắc Ấn Độ Dương, lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản cho biết. Tham gia đợt tập trận này có hai tàu hộ tống Nhật Bản, tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson của Mỹ, một tàu khu trục cỡ lớn của Úc và một tàu khu trục Ấn Độ. Từ năm 1992, chương trình tập trận Malabar là hoạt động song phương của Hải quân Mỹ và Ấn Độ. Nhật Bản tham gia từ năm 2015, Úc tham gia một lần vào năm 2007 rồi quay lại từ năm 2020. Nhóm các nước thuộc Bộ Tứ đang hợp tác với nhau để thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do nhằm cạnh tranh với sức ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc. Trước đó, nhóm quốc gia này đã triển khai cuộc tập trận chung vào cuối tháng 8 để tăng cường hợp tác an ninh. Chúng tôi cùng nhau tái cam kết thúc đẩy trật tự mở, tự do, dựa trên luật pháp quốc tế nhằm tăng cường an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Đại diện nhóm Bộ Tứ nhấn mạnh trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh của các lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ vào tháng 9 vừa qua. Trong cuộc họp báo hôm qua, ngày 13 tháng 10, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Seiji Kihara nói, tôi muốn những bài diễn tập như vậy sẽ giúp tăng cường quan hệ với Mỹ, Ấn Độ và Úc, những quốc gia cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Phát biểu với báo chí Ấn Độ, chỉ huy tác chiến Hải quân Mỹ Đô đốc Michel Gilday nói rằng chương trình này có thể mở rộng trong tương lai, nhưng phụ thuộc vào việc bàn bạc với các đối tác. Chỉ huy tác chiến Hải quân Mỹ nói rằng hiện đã có nhiều chương trình tập trận đang được thực hiện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tháng 4 năm nay, Hải quân nhóm Bộ Tứ cùng Hải quân Pháp thực hiện đợt tập trận Bộ Tứ và La Perouse trong 3 ngày trên vịnh Bengal. Đến tháng 8, lần đầu tiên trong 4 thập kỷ, Mỹ triển khai một cuộc tập trận quy mô lớn cùng Anh, Úc và Nhật Bản ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Lỗ hổng của tàu ngầm Mỹ sau vụ đâm vật thể lạ ở Biển Đông. Theo nguồn tin của Mỹ, một tàu ngầm hạt nhân tấn công Connecticut của Hải quân Mỹ đã va chạm với một vật thể không xác định ở Biển Đông vào ngày 2 tháng 10. Vụ tai nạn khiến 11 thủy thủ Mỹ bị thương, nhưng tàu ngầm hạt nhân vẫn trong tình trạng ổn định. Mặc dù các quan chức Mỹ nhanh chóng tuyên bố rằng tàu ngầm hạt nhân Connecticut không va chạm với tàu ngầm khác, nhưng xét về mức độ hoạt động quân sự trong khu vực, bất kỳ vụ va chạm tàu ngầm nào đều rất đáng ngờ. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, một đội tàu chiến quốc gia bao gồm 4 tàu sân bay và nhiều tàu chiến khác đang tiến hành một cuộc tập trận gần Biển Đông. Tàu ngầm hạt nhân Lobsikov là một trong những tàu tác chiến dưới nước mạnh nhất của Hải quân Mỹ và là lựa chọn lý tưởng cho các nhiệm vụ tấn công, phát hiện và theo dõi. Môi trường dưới đáy biển ở Biển Đông vô cùng phức tạp, với nhiều bãi đá ngầm, bãi cạn và xác tàu đắm ở khắp mọi nơi. Tàu đánh cá cũng thường xuyên gặp nạn, giàn khoan dầu không rõ nguồn gốc cũng là một rủi ro đặc biệt. Các tàu ngầm hầu như không có nhiều không gian dưới nước và thường hoạt động ở vùng nước nông chỉ từ 6 đến 9 mét. Mặc dù vậy, tiếng ồn của các loại tàu nổi từ trên mặt nước đôi khi có thể làm mất hiệu lực sonar của tàu ngầm, cũng là nguyên nhân của tai nạn. Tàu ngầm hạt nhân Connecticut là một phương tiện quan trọng trong kho vũ khí dưới đáy biển của quân đội Mỹ. Mặc dù là thiết bị có yêu cầu cao, tàu Connecticut được ưu tiên sửa chữa, nhưng vụ tai nạn lần này lại một lần nữa làm nổi bật sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn lực sửa chữa của tàu ngầm Mỹ. Nếu thiệt hại đối với Connecticut quá nghiêm trọng, có thể làm suy yếu việc xoay trục sang Thái Bình Dương, dựa trên chiến lược răn đe của Mỹ, làm lung lay chiến lược phòng thủ của quân đội Mỹ và dự án hợp tác tàu ngầm hạt nhân của Australia, Anh và Mỹ. Về mặt chiến lược, ba tàu ngầm hạt nhân Lobsikov rất quan trọng đối với Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Seawolf là lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công tiên tiến được thiết kế trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nó có tốc độ nhanh hơn tàu ngầm hạt nhân Los Angeles, trang bị nhiều vũ khí hơn và cảm biến tốt hơn. Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới của Hải quân Mỹ hiện nay là một bước lùi so với Seawolf. Do đây là một thiết kế đơn giản hóa với chi phí thấp, như vậy tàu ngầm lớp Seawolf chính là thứ mà Mỹ cần để có thể thực hiện nhiệm vụ gần các đảo như đảo Đài Loan, đảo Hải Nam hay Philippines. Không còn nghi ngờ gì nữa, tàu ngầm lớp Seawolf đang phát huy tốt vai trò là phương tiện răn đe của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, chỉ có 3 chiếc tàu ngầm lớp này là một số lượng quá ít. Nếu không có những mối đe dọa từ tàu ngầm lớp Seawolf rình rập, các đối thủ của Mỹ có thể cảm thấy an toàn hơn. Mặc dù mức độ thiệt hại của tàu Connecticut hiện chưa rõ ràng, nhưng liên hệ từ vụ va chạm tàu ngầm hạt nhân Hartford lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ vào năm 2009 để tham khảo, thì vụ tai nạn này đã khiến con tàu bị nằm cảng trong 2 năm. Nếu Connecticut cũng ngừng hoạt động trong 2 năm, kế hoạch triển khai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do không có quá nhiều tàu ngầm hạt nhân dự phòng, nên tác động của vụ tai nạn Connecticut sẽ sớm trở nên rõ ràng. Hầu hết 28 tàu ngầm hạt nhân Los Angeles còn lại của Mỹ đang gần hết niên hạn sử dụng và Hải quân Mỹ đang phải đối mặt với việc ngừng hoạt động tập thể. Trong khi đó, tàu ngầm lớp Virginia mới hơn vẫn đang được chế tạo để đáp ứng nhu cầu liên tục của Hải quân Mỹ. Về tàu ngầm hạt nhân tấn công, nếu tàu Connecticut bị hư hại nghiêm trọng, Mỹ có thể cần xem xét tăng số lượng của tàu ngầm lớp Virginia từ 2 lên 3 chiếc mỗi năm để bù đắp sự thiếu hụt. Công việc sửa chữa tàu ngầm hạt nhân sẽ được thực hiện tại các xưởng đóng tàu của Mỹ. Hiện nay, Hải quân Mỹ đang đầu tư chế tạo các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Columbia cực lớn, đồng thời họ cũng đang đóng thêm tàu ngầm lớp Virginia nhỏ hơn. Hiện nay, năng lực đóng tàu của các nhà máy của Mỹ đã hoạt động hết công suất, do đó, dù ở các xưởng đóng tàu tư nhân hay nhà nước, sẽ khó dành ra nguồn lực để sửa chữa tàu ngầm Connecticut một cách nhanh chóng, nhất là vật tư, phụ tùng của lớp tàu này rất khan hiếm. Mặc dù vụ đâm đụng của tàu ngầm Connecticut giống như một vụ tai nạn, nhưng vị trí và hoàn cảnh cũng như việc che giấu thông tin của vụ tai nạn dẫn đến những lỗ hổng đáng lo ngại trong việc khai thác những tàu ngầm hạt nhân của Mỹ trên khu vực Biển Đông. Việc mất đi một tàu ngầm hạt nhân quan trọng như vậy trong một khu vực nhạy cảm là nghiêm trọng với Hải quân Mỹ. Đồng thời, vụ tai nạn của tàu ngầm Connecticut sẽ gây áp lực lên ngành công nghiệp đóng tàu ngầm và chiến lược sử dụng tàu ngầm của Mỹ tại vùng biển Tây Thái Bình Dương. Đài Loan cảnh báo đáp trả nếu Trung Quốc áp sát. Đài Loan cảnh báo có biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu lực lượng Trung Quốc tiếp tục áp sát hòn đảo giữa lúc căng thẳng hai bên leo thang. Lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Chiu Kuo-cheng hôm nay cảnh báo lực lượng của họ sẽ tuân thủ nguyên tắc lực lượng Trung Quốc. Càng đến gần hòn đảo, các biện pháp chống trả càng mạnh, dù không nêu chi tiết. Cơ quan phòng vệ Đài Loan bày tỏ quan ngại về sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc với các tàu sân bay mới, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu tấn công đổ bộ sắp được đưa vào hoạt động. Cơ quan này cũng lo ngại nguy cơ Trung Quốc phong tỏa eo biển Đài Loan dẫn tới những thách thức nghiêm trọng cho hoạt động phòng vệ của hòn đảo. Tuyên bố của Đài Loan đưa ra sau khi quân đội Trung Quốc điều gần 150 máy bay áp sát Đài Loan hôm mùng 1 và hôm mùng 4 tháng 10 và tổ chức tập trận đổ bộ ở phía nam tỉnh Phúc Kiến bên eo biển Đài Loan vào ngày 11 tháng 10, trong bối cảnh căng thẳng hai bên leo thang ở mức xấu nhất trong hơn 40 năm qua. Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, đổ lỗi cho giới chức Đài Loan khiến tình hình căng thẳng, đồng thời bác bỏ những chỉ trích của hòn đảo. Việc giới chức Đài Loan thổi phồng cái gọi là mối đe dọa quân sự của đại lục là sự đảo lộn hoàn toàn đúng sai và cáo buộc không có thật. Ông nói, đồng thời cảnh báo hòn đảo sẽ gặp nguy hiểm hơn nếu cố chấp. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và sẽ tuyên bố sử dụng vũ lực nếu cần. Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng sau khi bà Thái Anh Văn, người từ chối công nhận chính sách một Trung Quốc, trở thành lãnh đạo hòn đảo vào năm 2016. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tuần trước tiếp tục tuyên bố sẽ hiện thực hóa mục tiêu thống nhất Đài Loan nhưng không đề cập tới biện pháp sử dụng vũ lực. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trước đó khẳng định hòn đảo không muốn đối đầu quân sự và hy vọng chung sống hòa bình, ổn định và cùng có lợi với Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, bà Thái khẳng định hòn đảo sẽ làm mọi thứ để bảo vệ quyền tự do và lối sống dân chủ.